Công dụng bất ngờ của dưa hấu đối với tình dục nam giới. Dưa hấu chứa 91% là nước và carbohydrate 7,5%. Trong dưa hấu bao gồm nhiều loại vitamin và khoáng chất như vitamin A, B6 và C, kali và magie. Quan trọng nhất là citrulline có khả năng lưu thông mạch máu, tăng cường khả năng tình dục cho đàn ông. Citrulline chuyển hóa thành arginine trong cơ thể, giúp thư giãn mạch máu và tăng cường lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dục, tương tự như tác dụng của Viagra. Ngoài ra, dưa hấu chứa bromelain, giúp cân bằng hormone sinh dục và có thể tăng mức testosterone ở nam giới. Các chất chống oxy hóa, axit amin và vitamin trong dưa hấu có thể nâng cao năng lượng và sức bền trong khi quan hệ tình dục. Lưu thông máu được cải thiện cũng giúp duy trì sự hưng phấn trong suốt quá trình quan hệ tình dục. Ngoài ra, trong dưa hấu chứa hàm lượng nước cao trở thành nguồn cung cấp nước tuyệt vời, hỗ trợ sức khỏe. Các thành phần dinh dưỡng này là nền tảng cho các lợi ích sức khỏe tiềm năng, bao gồm cả những lợi ích liên quan đến sức khỏe tình dục kể trên.